Các cầu thủ châu Mỹ thi đấu cho Manchester United vốn không nhiều vì tư tưởng chơi bóng cũng như phong cách chơi có phần hơi khác nhau giữa hai châu lục. Chưa kể United còn là câu lạc bộ hùng mạnh và giàu truyền thống nhất nước Anh nên những yêu cầu chuyên môn dành cho mỗi cầu thủ đều là ở mức cao nhất. Thế nhưng không phải là không có những cầu thủ đến từ châu Mỹ để rồi thành danh tại nhà hát của những giấc mơ. Thậm chí hiện tại vẫn có những cái tên đến từ châu lục này đã trở thành niềm hy vọng mới của đội chủ sân Old Trafford, điển hình như là Fred. Nhưng trước đó cũng có những cái tên châu Mỹ cặp bên ở đây và chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi ông cùng với người đồng đội Andy Cole trở thành một trong những bộ đồ sát thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Vâng, chúng ta đang nói đến Dwight York, một tiền đạo kỳ cựu được Sir Alex Ferguson đem về và rồi biến York thành một sát thủ hàng đầu. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong Giờ Ra Sao để cùng gặp gỡ Dwight York. Hành trình trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại quê hương. Dwight Everleigh York sinh ngày 3 tháng 11 năm 1971 tại thành phố Tobago, Cộng hòa Trinidad và Tobago, một đất nước nhỏ bé với dân số chỉ gần 1,4 triệu người vào năm 2019. Là một quốc gia nằm ở vùng biển phía nam Caribe, ngoài bờ biển Venezuela và được hình thành từ hai hòn đảo chính là đảo Trinidad và đảo Tobago, cùng với 21 hòn đảo nhỏ. Đa số những người có niềm đam mê với bóng đá sẽ tìm cách thi đấu chuyên nghiệp tại Venezuela và sau đó kiếm cách để có thể ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của ông lại không khó khăn đến vậy. Đây cũng là một cơ hội mà Dwight York đã nắm bắt và tận dụng tối đa để thỏa mãn giấc mơ của mình. Năm 1989, trong một chuyến du đấu của câu lạc bộ Aston Villa, huấn luyện viên của đội bóng lúc đó là ông Graham Taylor đã phát hiện được khả năng chơi bóng thiên bẩm vượt xa cái tuổi 17 khi đó của Dwight York. Và thế là Graham Taylor đã mang viên gọc đen này về mài dũa. Rất nhanh chóng, cựu huấn luyện viên đội chủ sân Villa Park đã hoàn toàn đúng khi cựu tiền đạo sinh năm 1971 cũng chỉ cần một năm để làm quen với môi trường bóng đá Anh. Ngày 24 tháng 3 năm 1990, Dwight York có trận ra mắt đội bóng đối đầu với Crystal Palace và đó là trận đấu mà câu lạc bộ áo tím đã có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước những chú đại bàng. Hơn 8 năm chơi tại Villa Park, Dwight York chỉ thực sự nổi lên khi được đưa vào đá chính ở vị trí cao nhất đội hình ở mùa giải 95-96 thay vì tiền đạo cắm như những mùa trước. Thành tích trong 3 mùa cuối cùng chơi cho Aston Villa, York có tới 2 mùa ghi được 17 bàn, trong khi mùa bóng cuối cùng cũng có được 12 bàn thắng. Chính vì những thành tích ấn tượng và ổn định đã biến tiền đạo người Trinidad và Tobago trở thành một cái tên vô cùng hot trên thị trường chuyển nhượng, trong đó có các ông lớn từ xứ sở sương mù. Manchester United khi đó không hề giấu giếm ý định tìm kiếm một người chi lửa cùng Andy Cole, nhận ra tham vọng muốn sở hữu sát thủ số 1 của mình. Phía lãnh đạo của Aston Villa cũng nhân đó mà yêu cầu cuộc trao đổi giữa Dwight York và chính Andy Cole. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng chính sát thủ số 1 của họ lại bày tỏ ý định rời đội bóng. Có lẽ dù rất yêu đội bóng này, nhưng Aston Villa không phải là nơi lý tưởng để Dwight York có thể gắn bó lâu dài và tìm kiếm các danh hiệu. Bằng chứng là dù đã rất cố gắng ghi tới 17 bàn, nhưng Aston Villa chỉ kết thúc mùa giải 95-96 ở vị trí thứ tư, trong khi đội bóng đang muốn có ông lại đăng quang ở mùa giải đó. Điều tương tự cũng xảy ra ở mùa giải 96-97, thậm chí còn tệ hơn khi Aston Villa chỉ kết thúc ở vị trí thứ 5, trong khi thành tích của cựu tiền đạo sinh năm 71 vẫn rất ổn định với 17 bàn thắng. Và thế là vào ngày 1 tháng 7 năm 1998, một thương vụ được dự đoán từ trước cũng đã chính thức diễn ra khi Man United cũng quyết tâm chi đậm với số tiền chuyển nhượng lên đến hơn 19 triệu euro. Điều này biến Dwight York trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Cộng hòa Trinidad và Tobago. Và cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai đến từ quốc gia này phá vỡ được kỷ lục của ông tồn tại hơn 2 thập kỷ. Bộ khung hoàn thành của ăn ba độc nhất. Ngay sau khi cập bến Old Trafford, Dwight York lập tức chứng tỏ vì sao Sir Alex Ferguson lại thuyết phục ban lãnh đạo Man United chi một số tiền lớn như vậy để có được sự phục vụ của ông. 18 bàn thắng trong 32 trận đấu, song song với đó là phong độ làm bàn ổn định của Andy Cole, khi mà cựu tiền đạo người Anh cũng có được 17 lần lập công, trực tiếp góp công vào mùa giải sông mã ngạt thở với Arsenal. Manchester United vô địch với 79 điểm, chỉ hơn đúng 1 điểm so với câu lạc bộ thủ đô. Cá nhân Dwight York mùa bóng năm đó cũng giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League. Tất cả những điều trên có thể là dấu hiệu cho một mùa giải vừa xuất sắc vừa may mắn của đoàn quân Sir Alex. Thậm chí, tham vọng về cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử nước Anh càng rõ ràng hơn với danh hiệu FA Cup sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Đó là trận đấu mà Dwight York được đưa vào sân từ ghế dự bị thay cho Andy Cole. Còn tại đấu trường châu Âu, 8 bàn thắng sau 11 lần ra sân ngay mùa giải Champions League đầu tiên trong sự nghiệp là một thành tích vô cùng ấn tượng của cựu tiền đạo sinh năm 71 và có lẽ không nhiều tiền đạo có thể làm được, kể cả đó là những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Phong độ ấn tượng này góp công trực tiếp vào hành trình tiến vào trận chung kết để đối đầu với Bayern tại Camp Nou.
Đây chính là cuộc đối đầu thứ ba trong một mùa giải giữa hai đội, khi cả Man United và Bayern Munich đều bất phần thắng bại ở hai trận đấu vòng loại, hai đều trong trận đấu ở Đức và một đều trong trận đấu diễn ra ở Anh. Trong trận đấu tại Camp Nou ngày hôm đó, bộ đôi đã làm chấn động cả nước Anh và mùa giải là Andy Cole và Dwyer đã được tung vào sân ngay từ đầu, chứng tỏ rằng huấn luyện viên Scotland rất trông chờ vào khả năng ghi bàn đỉnh cũng như sự ăn ý giữa cặp đôi này. Tuy nhiên, bàn thắng từ rất sớm của Bayern đã phần nào tạo nên một gánh nặng tâm lý cho câu lạc bộ của Anh. Vì vậy, dù có tấn công nhiều nhưng khung thành của Oliver Kahn vẫn đứng vững. Và như đã nói ở trên, những chiến thắng xích sao mới là bản chất của Man United mùa giải năm đó. Đối tác của Dwyer rời sân thay cho Ole Gunnar Solskjaer, để rồi chính cầu thủ với biệt danh sát thủ có gương mặt trẻ thơ nã phát súng cuối cùng vào lưới của Oliver Kahn sau bàn thắng gỡ hòa trước đó chưa đầy 120 giây của Teddy Sheringham. Dwyer dù không thể hiện được quá nhiều ở trận đấu định mệnh đêm đó, nhưng cuối cùng ông vẫn mang về vinh quang và niềm tự hào cho cả câu lạc bộ Manchester United cũng như quê hương Trinidad và Tobago. Tiếp tục chuỗi mùa giải ấn tượng của mình trong màu áo đỏ, Dwyer thậm chí còn tỏ ra xuất sắc hơn với tận 20 bàn thắng trong 32 lần được trao cơ hội ra sân, góp công không nhỏ vào chức vô địch thứ hai liên tiếp của Quỷ Đỏ với 97 điểm, bỏ xa Arsenal với chỉ 73 điểm. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà ở mùa giải 2021, tiền đạo người Trinidad và Tobago trở nên kém duyên với những bàn thắng. Trong 22 lần được trao cơ hội, ông chỉ có được 9 pha lập công. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hành trình giữ chiếc cúp ngoại hạng Anh ở lại Old Trafford, nhưng có vẻ đó là dấu hiệu cho một cuộc chia ly. Đến điểm là vào mùa giải 2021-2022, Man United bỗng thi đấu dư sức và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, đành phải nhường lại chiếc vô địch cho Arsenal. Chính vì thế, một cuộc cải tổ nhân sự đã xảy ra và Dwyer cũng nằm trong số đó. Cuộc phiêu lưu ở các đội bóng tầm trung: Blackburn, Birmingham City, Sydney và Sunderland chính là những bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của Dwyer trước khi ông chính thức treo giày vào năm 2009. Dwyer chính là cầu thủ ngoài châu Âu có số bàn thắng nhiều nhất Premier League với 123 bàn trước khi bị Sergio Aguero phá vỡ. Sau khi giá từ sân cỏ, Dwyer vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá khi được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho Man United cũng như đại sứ thể thao cho Cộng hòa Trinidad và Tobago. Cựu tiền đạo này từng có 72 lần khoác áo tuyển quốc gia và là người hùng trong chiến dịch lần đầu tiên đưa Trinidad và Tobago nếm trải mùi vị ở sân chơi World Cup cũng như thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Trong đó có lần ông bị nước Mỹ cho nhập cảnh vì có dấu ấn của nước Iran trên passport. Cùng với đó là làn sóng chỉ trích ông vì đã bỏ mặc người con trai Harvey Prince khi cậu ấy có những phản ứng không tốt với vaccine Covid-19. Harvey Prince chính là con trai của Dwyer và người tình cũ Katie Prince vào đầu những năm 2000. Hiện tại Harvey đã 18 tuổi. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu hành trình trở thành huyền thoại sống của Dwyer ở quê hương ông. Chắc có lẽ còn rất lâu nữa Trinidad và Tobago mới sản sinh ra một cầu thủ có thể thi đấu cho những đội bóng hàng đầu nước Anh, hay khó hơn là giành được cú ăn ba như cựu tiền đạo Man United đã làm. Nếu như các bạn có bất kỳ ý tưởng nào hay nhân vật nào muốn gặp gỡ trong giờ ra sao, hãy để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.